Hello, xin chào các bạn. À, cảm ơn các bạn đã vào video của Nhận nha. Thì à, trong clip ngày hôm nay, Nhận lại cập nhật cho các bạn về giá của dòng xe Way Air GX, phiên bản của 2024 ở thời điểm là đầu tháng 8 à, năm 2024 nha các bạn. Thì như các bạn, như các bạn đã biết á, thì dòng xe Way Air GX á, ở thời điểm hiện tại á, thì đang có xu hướng à, giảm giá rồi cho nên à, các bạn mình có nhu cầu à, sử dụng xe thì à, đây chính là thời điểm hợp lý à, để các bạn mình sử dụng à, những dòng xe này. Và hiện tại cửa hàng bên mình đang có chương trình hỗ trợ giảm giá à, 500 ngàn trực thẳng tranh giá Chương trình kế tiếp là chương trình tặng quà tặng Các bạn mình sẽ được tặng là à, 3 mũ bảo hiểm Hoặc là mình không chọn mũ bảo hiểm Thì mình có thể, có thể là chọn được cái thẻ cà nạp điện thoại trị giá là 500 ngàn nữa Thì chi tiết như thế nào thì mời các bạn mình xem clip nha Thì trước khi những quay clip thì mình sẽ cập nhật về địa chỉ cửa hàng tí xíu Là bên mình là Honda Hòa Đức với số địa chỉ là số 50 đường Hùng Dương khóm 6, phường 6, thành phố Trang và các bạn mình lưu ý số điện thoại của em nhận là qua số 0964 nếu các bạn mình có nhờ cần tư vấn và hay hoặc là mình thắc mắc về chương trình khuyến mãi cũng như là chương trình giá cả thì cứ việc à, alo cho em nhận thi thì, thì những sẽ hỗ trợ giá cho các bạn mình tốt nhất cũng như là chương trình khuyến à, mãi à, tốt nhất tại cửa hàng của mình nha rồi thì nhận sẽ quay cho các bạn về ba à, cái phiên bản cũng như là ba màu sơn khác nhau của dòng xe quay AGDIC này thì hiện tại g là nó bao gồm là ba phiên bản khác nhau và đầu tiên á là phiên bản à, cam đùm phiên bản cam đùm là phiên bản này các bạn đây thì các bạn hay gọi là phiên bản là phanh cơ vành nang hoa còn khu chỗ mình đó thì có thể là à, gọi là phiên bản bánh căm tháng đùm à, cho nó dễ hiểu tùy theo dùng miền nhưng mà phiên bản đây là phanh cơ vành à, nang hoa thì ở phiên bản này á, thì nó chỉ có một phiên bản là màu đỏ đen thôi ở phiên bản màu đỏ đen này á, nó sẽ khác hơn so với phiên bản bánh mâm ở phiên bản bánh mâm này á, thì nó là cái đầu nó là đầu màu đen nhám Thấy các bạn mặt nạ cũng là đen nhám còn ở phiên bản bánh căm này nó là cái đầu là màu đỏ mặt nạ là mặt nạ màu đen bóng. Và cái phần thay đổi nữa chính là cái bộ tem. Bộ tem hầu như ở những cái phiên bản bánh căm á thì đều là bộ tem không phải là tem nổi, tem dán thông thường. Còn ở phiên bản của bánh mâm á thì nó sẽ là bộ tem nổi nha các bạn. Đó, tem nổi như thế này. Còn kế tiếp á, là cái phần bánh mâm á, là nó là màu nhám. Đây là Đây các bạn, màu nhám. Còn ở phần hông xe của dòng xe bánh căm này là màu bóng đó các bạn, các bạn mình thích phiên bản câm hay là bánh mâm thì các bạn mình cứ để là các mình bình luận để các bạn mình có thể là thảo luận về cái màu sơn nào là tốt hơn. Thì có nhiều bạn nói là phiên bản màu bóng nó sẽ tốt hơn phiên bản màu nhám, lại có ý kiến trái chiều là phiên bản màu nhám nhìn nó sẽ sang trọng hơn, tùy theo nhu cầu mình sử dụng thôi. Thì bây giờ quay vấn đề chính là phiên bản màu bóng này trước. Ở phiên bản màu bóng này thì nó sẽ là tất cả những cái phần phần xe đều là phiên bản màu bóng hết nó không có những cái tiết phần nhám cả phần mặt nạ phần mặt nạ thì ở dòng e đích này 2024 á, thì nó là nó sẽ là mặt phần mặt nạ lớn thay đổi hơn so với phiên bản cũ là 2023 là mặt nạ nó sẽ à, vuốt nhọn thon gọn thể thao còn phiên bản 2024 thì nó sẽ hướng tới cái à, hình thức là nó sẽ hầm hố nhiều hơn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của dòng xe này là 1,56 lít trên 100 km À, về bộ máy của dòng xe này á, thì ở phân khúc 110 á lại bao bao gồm là 3 dòng, Wave Alpha, Black, và dòng XRDS thì sử dụng là xăng phun điện tử ha. Chỉ có 110 là chỉ có dòng này là sử, sử dụng là xăng phun điện tử thôi ha. Kế nó chỉ đứng sau dòng xe trời thôi các bạn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu là vượt trội nha. Đây là phiên bản màu đỏ bánh căm. Còn cái phiên bản kế tiếp là phiên bản bánh căm thắng đĩa thì nó là có phiên bản màu đen nhám. Thì rất tiếc là phiên bản màu đen nhám á, thì số lượng về có giới hạn nhưng mà khách hàng lại chọn rất là nhiều cho nên là không có xe luôn nha các bạn ở những khu vực lân cận các bạn á không có chỗ nào có xe đâu các bạn phải phiên bản màu đen nhám là không có xe đen bằng đồng á đây những sẽ tạm quay cho các bạn phiên bản bánh mâm luôn bánh mâm á thì có bao bao gồm là ba màu sơn chính là màu đỏ đen xanh đen và trắng đen đây là phiên bản màu xanh đen nè xanh đen này thì khách hàng chọn rất là nhiều nó sẽ giống với những phiên bản màu sơn mới của dòng xe phu chờ nè đây nè các bạn hoặc là quay alpha agx thì ba cái phiên bản màu này khách hàng đông đảo rất là chọn cái phiên bản màu này nó sẽ là phần đầu của nó là phần màu xanh đậm các bạn hay gọi là xanh mực á, xanh đậm phần đầu của nó chính là cái là màu đen nhám mặt nạ là đen nhám và phần thân xe á, là nó sẽ là à, vuốt nhọn nhiều hơn các bạn nó sẽ vuốt nhọn từ dưới đít lên các bạn và nó sẽ có những cái chi tiết làm điểm nhấn của nó bộ tem E G à, dập nổi 3D à, đỏ này là đỏ tươi kết hợp thêm là cái phần À, phuộc nè hoặc là con heo dầu màu đỏ nó đây chính là điểm cái nhấn cái dòng xe này các bạn. nhận xe quay cho các bạn mình xem cái phần thân xe ha. Đây có những cái điểm nhấn à, cực kỳ đẹp nha các bạn và có những cái bộ tem nhỏ nè. À, bộ tem thon gọn nè các bạn nó sẽ vuốt từ lớn cho đến nhỏ có những chi tiết các bạn và cái phần hai bên lỗ tai á thì nó sẽ là màu bạc nha các bạn đen là, là, là xanh là, là xanh bạc đen ha. Rồi thì mình sẽ đi vào những cái phần ưu điểm khác của dòng xe này Thì dòng xe này nó sẽ được thừa hưởng cái bộ khóa giống như dòng xe của Google Khóa cổ, khóa điện, khóa từ và có thêm một chức năng là mở yên Mình chỉ cần ấn vào để dành mở yên Ấn vào nhẹ nhàng mình có thể là dễ dàng mình mở yên ha Hộp đựng đồ này là hộp đựng đồ nó sẽ là nhỏ hơn dòng xe Google Nhưng mà lớn hơn cái hộp đựng đồ của Alpha và Black Mình có thể là để nón bảo hiểm cũng được Hộp đựng đồ này sẽ cải tiến hơn ha, để nón bảo hiểm vẫn ok nha các bạn hay là rất nhiều vật dụng chẳng hạn như là áo mưa hay là những cái vật dụng khác rất là dễ dàng rồi thì mình sẽ điểm qua những cái thông số khác chẳng hạn như đây thì mặt đồng hồ của dòng xe này nó là có là những cái đường chỉ phản quang nè các bạn à, một số một hai ba bốn và những cái chi tiết khác báo xăng à, rất là dễ nhìn có khoa học nha các bạn thì dòng xe quay agd thì hiện tại có nhiều phiên bản cũng như là nhiều giá thì giá hôm nay nó chỉ từ là 22 mươi thôi nha các bạn khi các bạn mình mua xe ở thời điểm hiện tại á các bạn mình sẽ được hỗ trợ giảm giá là 500 ngàn trừ thẳng trên giá chương trình kế tiếp là các bạn mình sẽ được tặng một cái phiếu mua hàng à, cái dạng như là vô chơ trị giá là 300 ngàn thì với 300 ngàn đó thì mình có thể là mình chọn mình mua ba ga chẳng hạn ba ga hoặc là chọn là phủ nano hoặc là gắn công tắc đèn hoặc là chống trộm vân vân cửa hàng bên mình sẽ tặng cho các bạn là 300 ngàn để mình gắn thay vì những cái phần đó các bạn mình phải ra ngoài mình mua những cái phần phụ kiện nhỏ lẻ cửa hàng bên mình sẽ tặng cho các bạn là 300 ngàn có bán tại cửa hàng luôn và cửa hàng mình sẽ có bảo hành những cái phần phụ kiện bên đó Hà, hàng tặng nhưng mà có bảo hành nha các bạn rồi kế tiếp là những sẽ cập nhật cho bạn về những cái chương trình khác của cửa hàng chẳng hạn là chương trình thu cũ đổi mới thì với chương trình chưa thu cũ đổi mới này thì các bạn mình phải có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng có thể là xe 50 cũng được xe khác hãng cũng được nha các bạn xe nào cũng thu và các bạn mình cứ việc đến với cửa hàng thì cửa hàng bên mình, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về giá tốt nhất các bạn mình có thể là À, chọn cái chương trình trả góp thì các bạn mình sẽ được hưởng là góp 0 phần trăm lãi suất. Còn các bạn mình có nhu cầu mua tiền mặt á, thì cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ giảm thêm là một triệu đồng nha các bạn. Tùy theo các bạn mình có à, nhu cầu sử dụng về cái chương trình nào thì cửa hàng bên mình sẽ tư vấn những cái gói phù hợp hơn cho các bạn ha. Còn cái phần kế tiếp á là chính là cái chương trình hỗ trợ à, trả góp lãi suất ưu đãi. Đây là chương trình là khách hàng mà tới cửa hàng mua xe nhưng mà mình không có à, thu cụ đôi mới à, mua trả góp nha thì các cửa hàng bên mình sẽ các chương trình lãi suất ưu đãi 0,79% điều kiện chỉ cần trả trước khoảng 5 triệu đồng sẽ được lãi suất 0,79 các bạn mình có số tiền nhiều hơn thì có thể là trả nhiều hơn không bắt buộc phải là 5 triệu nha có thể là trả nhiều hơn cũng được mức tối thiểu là tầm khoảng 5 triệu chưa bao gồm chỉ tàu thì song song bên đó thì mình sẽ được nhận luôn cào bạc gốc tại cửa hàng bên mình luôn nha còn các bạn mình có nhu cầu giao xe tận nhà thì có việc alo cho dựng với số điện thoại 0964 234 à, còn bây giờ thì xin chào cảm ơn các bạn đã xem clip xin chào